Hôm nay mình sẽ chia sẻ món cá kho lạc nhé, của người miền Tây nhé. À, món này nó rất là ngon mà cách làm thì lại đơn giản đấy. À, các bạn chuẩn bị cho mình, ở đây hôm nay mình là dùng cá miền Tây người ta sẽ dùng là cá bông nâu, còn đây mình người cá này gọi là cá giết. Mình sẽ kho theo kiểu là kho lạc. Trước tiên cá mua về thì các bạn sẽ rửa sạch cho mình, nhờ ta mổ bụng bỏ hết ruột đi và mình sẽ rửa sạch đi để hết cái mức máu đen đi và sát muối vào, rửa thật sạch nhiều lần cho nó hết nhớt đi. Mình không ăn được vẩy nên mình bỏ cái vẩy đi rồi và để thật sạch nước, sạch và để ráo nước như vậy. Bây giờ mình sẽ ướp cá với hành tỏi băm nhuyễn, nước màu dừa, dầu ăn và nước mắm cùng với bột ngọt. Trước tiên là cho mình này, nước mắm này. Đây là khoảng 600g cá. Thì mình sẽ cho 1,5 thìa ăn phở nước mắm. Ướp khoảng 2 tiếng nhé. Bột ngọt 1 thìa cà phê. Dầu ăn 2 thìa ăn phở cho nó ngậy ngậy một chút. Nước màu dừa tùy theo các bạn muốn màu đậm đến đâu. Đây mình cho khoảng 2 thìa cà phê nước màu dừa. Và các bạn đảo đều lên, chúng ta ướp khoảng 2 tiếng ạ. Trong tốt nhất là các bạn cất vào ngăn mát tủ lạnh các bạn ướp nhé. Vì sao? Vì tí nữa mình cho luôn hành tỏi vào ướp cùng, và hành tỏi thì nó sẽ dễ chua ấy, nhất là hành nhé. Nên chúng ta tốt nhất là cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng. Đây, hành tỏi băm nhuyễn cho vào cùng luôn. Ướp trong vòng 2 tiếng, sau đó mình sẽ đi kho với nước dừa tươi. Cách làm thì nó vô cùng đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình chờ đợi nhé, 2 tiếng sau mình đi nấu. Nhưng nhớ là cất vào ngăn mát tủ lạnh nhé. Chuẩn bị cho mình một cái nồi nhé. Mình sẽ kho luôn phần cá đã ướp được rồi. Nồi dày nhé các bạn nhé, còn cái chảo dày. Đã ướp đều như này rồi thì bây giờ mình chỉ cần kho cho nó chín lúc vậy. Và cho nước dừa tươi mình nói nhầm, lọc để mình kho. Cho nước dừa tươi một quả vào nhé các bạn nè, con rồi giờ mình sẽ đổi lên nước dừa tươi, đập quả dừa các bạn cho vào cái bát vừa lấy vẫn ướp ấy, thì mình thấy cái nuôi con cá lúc còn lại. Bây giờ mình sẽ đun khoảng 15 đến 20 phút cá nó chín, và mình sẽ rắc thêm hành lá tiêu, và khi cho ra ăn thì tắt thêm ít nước cốt chanh bên trên nữa, và sau một cái món cá kho lạc ngập mình đun khoảng 15 phút đến 20 phút cho mở bung như vậy để cho cá nó bay bớt hơi nước đi và nó sánh lại, nó sẽ chẹt lại cá chín nhé. Cho lửa to. Đây các bạn ơi, khi mà nấu được khoảng 20 phút mở bung với lửa to nó bay hết hơi nước đi. Nước dừa nó đã sền sệt lại như này rồi. Để lại chút nước như vậy nó không cần nhiều. Mấy cái nước này chúng ta chấm luôn ấy. Chấm cá luôn ấy. Nhìn rất là ngon đúng không ạ? Bây giờ các bạn cho mình thêm
thêm trái ớt. Cắt hành lá, cắt khúc cho mình. Thêm chút tiêu. Và khi ăn thì các bạn vắt thêm ít nước cốt chanh sau nhé. Còn đây là mình xong rồi mình tắt bếp. Và mình đã xong cái món cá kho lạc rồi ạ. Rất là ngon đúng không ạ? Cái này không hề có một chút đường này. Nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình nhé, để có một nồi cá kho lạc rất là ngon và bắt mắt như này. Và giờ mình sẽ dừng clip này ở đây nhé. Và trước khi dừng thì mình sẽ nói là cái này chúng ta ăn kèm với rau sống nhé. Đó. Và chấm bằng cái nước chấm này luôn ạ. Vắt thêm ít nước cốt chanh nữa bạn. Thích ăn đường cho ít đường vào cái nước chấm này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.